Hello mọi người, chào tất cả mọi người. Bây giờ cũng là 1 giờ trưa rồi ha, 1 giờ mấy rồi. Thì mình vừa nhận con AB218 khóa cơ lên xà mắc cây nha mọi người. Lâu rồi không có lên Facebook, nên giờ rảnh lên Facebook quay tí xíu cho anh em xem cho vui. Thì mình mua cái bộ này, là mình không có mua bộ cái chui, bộ chui nha mọi người. Đó, cái bộ này là chì ba nút. Đó, thì ba nút. Thì nãy người ta nói văn ngôn võ luyện mà cái gì cũng vậy, đúng không? Mình làm nhiều thì lên tay, nhậu nhiều thì lên đô, đúng không? Chê cái gì riết thì mặn cái đó. Thì cái dụng của mình thì nó lại ít có xà mắc cây để cho bọc bạch nha mọi người. Nên là cũng cả chắc cũng phải 5-6 tháng mình không đụng như xà mắc cây, nó hơi là bỡ ngỡ xíu. Thì do cái chi phí tiết kiệm không phải là tiết kiệm, tại vì cái bộ chui này là mình mua lâu rồi. Thì mình đã có sẵn nên mình phải dùng lại thôi, mà cái bộ chui này là của Ly chứ không phải cũng còn K01 là như QSH thì vậy đó, của Ly. Thì nó khác, nó cũng chả khác, nó khác cái chỗ mà bốn cái chân mà để ghim về cái dây vỏ bó sườn này, nó ghim vô nó khác cái chỗ này thôi. Mình chủ yếu mình đảo đó lại, và cái chỗ xi nhan này á, thì cái đây nó tới bốn chân xi nhan, là mọi người thấy không, bốn chân như này mình ghim lại thôi. Thì để ngồi mình nói về phần này. Thì bây giờ nhiều người muốn lắp xà mắc khay mà đỡ chi phí thì có thể mình không gắn FMB hoặc SCU luôn, thì mình gắn qua những cái bộ mà giờ người ta bán mấy cái bộ mà mạch điện tử trên linh kiện mà nó có cái remote 2 nút rồi á, thì mình tích hợp qua mình nhắn tìm xe thì mình đánh thức để khởi động cái núm này lên thôi. Nhưng mà anh em phải can thiệp, anh em làm phải như thế nào mà khi mình bật cái này lên là nó sẽ nhả điện ra nha. Bật lên được rồi nó không ngậm nữa thì nó mới không hư, thì cái đó anh em phải can thiệp qua rồi le 5 chân độ chế được hết ha. Nhưng mà mình gắn vậy nó lịch sự hơn, an toàn hơn. Còn cái kia thì mỗi lần anh em muốn mở được cái núm khóa thì anh em phải đánh thức bằng cách là nhắn remote đó, nhắn tìm xe bắt đầu là nó cấp điện vào cho cái gà le nó sẽ ngậm luôn đó, nó duy trì á, giống như mạch duy trì vậy đó, nó ngậm luôn. Khi anh em bật cái này lên, cái cách giải quyết như sau: khi bật cái này lên nó sẽ có cái nguồn sao khóa, thì nguồn sao khóa nó sẽ nối vào cái con gà le này. Tại đó mình nói về cái cách thức mà không cần SCUFB ha, để mình lấy này mình nói. Đó, khi mà mình bật chìa khóa lên, nó sẽ có cái nguồn sao khóa và mát để cấp cho cái con gà le. Đó, có mát và dương nguồn sao khóa cấp cho gà le. Thì nó sẽ tách từ cái chân này với cái chân này, nó tách qua bên đây. Thì nó sẽ ngắt cái điện của van điện từ. Nó mới không có bị lâu ngày nó dẫn tới nó bị nóng, nó bị hư nha mọi người. Tại vì khi có SCU là khi mình bật này lên là nó sẽ ngưng. Nó cho mình trong vòng mấy giây để bật lên, xong rồi mình bật lên rồi nó sẽ ngưng, nó không có ngậm hoài nha mọi người, nó sẽ nhả cái van về. Mà nếu mà mình độ chế mà không có câu cái kiểu đó thì lúc nào anh em bật này lên là coi như là chạy mấy tiếng là cái van này nó ngậm mấy tiếng là không có được. Thì cách thức đó thì mình cũng dùng qua gà le thôi ha. Tìm xe là cấp nguồn vô để mở cái núm này lên. Mà khi mở cái núm này lên nó có điện nguồn sao khóa, nó cấp vô đây và mát. Thì nó sẽ đá từ chân này nè, chân này nó đá qua đây thì nó sẽ ngắt cái van điện từ, là mình giải quyết được cái mà không cần SCU quẻ FB. Rồi giờ nói tới cái bộ này thì nãy này là mình lâu quá mình không làm, mình hơi bị bỡ ngỡ, bị giật tí xíu. Thì cái bộ chui này là của Ly ha, bộ chui của Ly thì nó khác biệt như sau. Cái dây màu đỏ này từ trong cái hệ thống của bó dây của Ly gắn cho SCU K01, thì cái dây màu đỏ là nguồn trực tiếp bình nè. Thì nó không có nằm ở cái dãy chân số 2 mà nằm ở chân số 3 nè, đến từ trái qua phải nè. Từ trái qua phải nằm chân số 3. Mà cái chân số 3 này của bộ chui này hình như là nó để cấp về cho hệ thống bơm xăng. Đó. Và cái chân nguồn sao khóa trắng sọc đen của nó này nãy nó nằm ở chân số 4. Nó không có cùng với cái trắng sọc đen trên cái dây bó sườn. Thì nó không có cấp cái nguồn 12V vào cho SCU nằm ở cái chân số 10A đây. Thì mình lấy đồng hồ mình đo thì nó không có nguồn. Thì mình nhận ra được là cái chỗ này nó bị sai về cái chân, thì mình đảo cái chân lại rồi. Bắt đầu là mình cũng không đánh thức được SCU, tại mình không có, mà lâu quá mình không có làm á, nên mình lỏng cổng thôi. Đó, thì lúc đó mình mới nhận ra rằng là cái bộ của Ly này á, mình hoạt động là do mỗi lần nó có cái bộ đực bộ cái của xi nhan. Thì bộ đực bộ cái của nó là gồm kết nối xi nhan và nó cấp mát, nó có mát nè, cấp mát cho SCU. Thì mình không có ghim cái này vào, tại nó bị sai mấy cái chui này nè. Cái lý do nó bị là do cái bộ chui này không đúng của cái SCU thôi. Thì mình có dư cái này là mình lấy cái này. Đó. Thì bắt đầu mình mới đảo cái dây lại, mình cấp mát nè. Và hai cái chui này của nó đó là nó phân ra cái xi nhan trái, xi nhan phải. Thì giờ mình độ lại có nào dùng cái đó mà.
đó, mình đậu lại, mình lấy cái dây xi nhan trái, xi nhan phải, mình lạy nè, mình lạy ra, mình về vào một chui, và một hồi mình sẽ về cái chui này nha, mình về cái chui này, tại cái chui này nó đang nằm ngược nè, bây giờ mình trả về trong cái trá đèn thì nó bị sai nè, là coi như mình bỏ hai dây nè, mình bỏ hai dây, mình lấy cái xi nhan trái, xi nhan phải, mình về vào một chui này, đó, cái được cái trả về thôi, vậy là hoạt động. Còn muốn giảm chi phí nữa thì anh em không khỏi cần mua cái chuông nha, à, cái còi á, còi kêu á, dùng lại cái còi zin nè, còi zin của nó nè, anh em giật ra, anh em ghim lại cái bó dây, đây cái cục của nó nè. À, cục của nó mình vẫn giữ lại, mình chỉ bỏ cái dây cái còi ra thôi, mình ghim vô trong cái còi zin. Tại vậy là nó hoạt động thôi. Thì nãy mình không có cấp mát nè, mình không có cấp mát vô nên nó không đánh thức được SCU ha, nó không đánh thức được nấm khóa nha. Thì mình chỉ đảo lại cái này thôi. À, anh em nào mà mốt muốn tiết kiệm khỏi căng, khỏi cần SCU luôn, khỏi cần SCU, khỏi cần FOB luôn, ngay cả Vario mình đâu có cần SCU FOB đâu mọi người. Đó. Xe Vario mình ngoài là hiện tại giờ là mình ra để mình quay cho mọi người xem ha. Để mình quay cho mọi người xem. Đây, xe của mình thì mình cái cách giải quyết của mình là mình câu đây. Ha. Thì mình xài qua cái mình tại vì ở tiệm mình có sẵn cái bộ này. Thì mình giảm chi phí thì cái cách thức hoạt động nó như sau. Khi mà mình nhắn tìm xe nè mọi người, khi mình nhắn tìm xe nè. Đó, nhắn tìm xe thì mình sẽ mở được. Mình mở được ha. Đó mọi người thấy không? Hoặc á là mình đá chấm ngang lên mình quẹt ở đây một cái là cũng mở được cái núm khóa. Nhưng mà mình can thiệp thêm một cái nữa để mình nói về cái can thiệp ha. Ví dụ bây giờ anh em nhắn gì để anh em mở cái này lên, nếu anh em không có dùng qua gà le đó thì cái van điện từ này nè ha, cái van điện từ này nó sẽ ngậm hoài, nó dẫn tới nó bị nóng cái van điện từ. Thì mà cái cách giải quyết của mình á, cái cách giải quyết của mình á là mình sẽ câu vào cái chống ngang á mọi người, để khi mà chống ngang, khi mình bật cái này lên, nó có nguồn sao khóa là có điện dương cấp vào cho gà le. Gà le hoạt động nó sẽ tách hai cái tiếp điểm để mà cấp cho van điện từ này, nó sẽ bật qua thì nó sẽ nhả van điện từ, vậy khi mình bật này qua thì cái van điện từ nó ngưng thì nó mới bền được nha. Thì cái cách đó là cái cách độ, cái đó là cái cách độ, không cần FOB SCU gì hết, giảm chi phí thì nó cũng đơn giản vậy thôi ha. Thì bộ này mình cũng làm y như vậy rồi, thôi mình quay lên tí xíu mọi người, giờ nó đi ăn cơm nước mọi người, rồi thì nó hoạt động hả mọi người ha. Giờ chỉ cần khoét cái này thôi, khoét cái này anh em cũng chú ý tí xíu, tại vì khoét thì rất là dễ, nhưng mà cái khó là anh em làm lần đầu tiên á, nó dễ bị xấu cái khoét lỡ mà bị lố tay. Khi anh em ở ngoài anh em khoét một cái một là nó vừa y à, nhưng mà khi anh em gắn vô đây á là nó bị lệch, nên là nó canh kỹ là khi mình siết này cứng vô bắt đầu nó gị bên này bên kia đó mọi người, nó gị bên này bên kia là nó sẽ bị hở giống gì hết. Đó, thì mình tiết kiệm là không mua cái còi. Bây giờ mình nhắn tìm xe đấy, mình nhắn tìm xe vẫn được ha, nhắn tìm xe được. Đó. Chống dắt rồi. Đó, chống dắt rồi, vẫn hoạt động, còi vẫn kêu bình thường. Rồi thôi mình kết thúc video nha mọi người. Kết thúc nha mọi người. Chào mọi người nha.